Thời chị đi cái chân còn mạnh lắm. Bà đi cái chân mà nó rất mạnh. Trời ơi. Mở 40-50 cái khóa rồi. Không có đâu. Chị đợi chút này. Chị bây giờ ở chỗ có một cha sinh viên ở chỗ. Chị ở chung có người ở trọ. Bấm chưa? Hả? Bấm chưa? Bấm rồi. Bấm rồi. Hai chào. Hai cảm ơn con. Hai cảm ơn con. Chị Châu, có anh Cầm Nguyễn ở bên Minosuba. Ồ, chị ơi. Em sắp kiếm đây. Ôi giời ơi. Tay tôi sưng, Ôi ơi chị, em nghe nói là chị mới vừa bị té. Dạ té. Chị đi chị nắm tay đi. Chị chị chân không, chị tôi nắm tôi đi rồi được, tôi đi được. Chị nắm tay. Ok. Vâng. Okay. Thăm chị mới. Trời người ái mộ chị. Tưởng ai tôi ái mộ ông này. Ok, mình kiếm cho mình ngồi. Mình kiếm cho mình ngồi. Trẻ tôi đã trai. Ok. Ok. Mình ngồi. Mở đèn lên. Rồi ơi. Mình ngồi đây. Nó đèn nhà tôi nó thế này đó. Vâng thì được. Anh vặn lại của tôi cái này hôm qua. Đó, đó đó đó. Đó, bình nhiều có bình nhiều rồi thôi. Xin lỗi anh thế này. Được rồi, thôi được rồi. Anh ngồi đi. Biết không? Mình hôm qua đi lấy thuốc về mà bị mình đến đây mà đi cũng vội quá, không có mua được gì cho chị cả. Thôi mua gì có ăn uống. Em từ bên kia qua. Anh bên... ở đất Minosota ở đâu? Đúng rồi, em ở Minneapolis. Thì bên đó thì chị biết rồi, thì em qua em thăm con gái của em. Ở bên San Francisco. Rồi thứ nhất là đi qua thăm ông này. Rồi em phải đi xe đò. Từ San Francisco đi xe đò xuống đây. Đi xe đò Mỹ á. Đi xe đò Mỹ á. Mỗi tối sáng này thì có ông này ông nghe tin ông chạy xuống chạy lên có thăm anh Cung rồi rồi có thăm bác Xuân Phương rồi để bây giờ có thăm chị thì em cũng quý chị rất là lâu em rất mừng chị thì nói chung thì sẵn qua cái dịp đây em nghĩ là nói một cách khác chăng nữa thì mình chúng ta đều ở nước Mỹ cả nhưng mà gặp nhau cũng chẳng hề dễ dàng, khó khăn lắm, khó khăn bởi lắm. Mỗi người ở đầu sông người ở cuối sông. Vâng, em ở đó mà em bay qua đây 5 tiếng. 5 tiếng là ở San Francisco nha. San Francisco thôi. Trong khi đó Hà Nội, Sài Gòn bay có 1 tiếng 45 phút rồi. đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Thì xa cấp mấy lần. Đúng không? Đúng rồi. Kinh khủng luôn. Rồi đi xe đò qua đây là 9 tiếng hồ nữa, rất là quải. Nhưng mà gặp bao quá các anh, các chị thì em thấy rất là vui. Yeah. Không thể nào không trông gì được, bởi vì qua mỗi lần qua là một cả một cái vấn đề. Đúng rồi, cả vấn đề. Cả vấn đề rồi ra không qua mà không thông. Tôi không biết là tụi tôi còn lớn tuổi hơn anh nhé, chắc không khi nào đi qua được tới Minnesota quá. Vâng, thì em qua đây thì em nói với ông Phượng này là phải dẫn anh đi thăm chị nè, thì thăm ông Phương nè, thăm Bắc Cung nè, rồi đi thăm một vài người nữa mà cảm thấy là mình bằng tiếng quê hương, bằng tiếng quê hương phải thăm cho hết. Rồi về bên Minnesota thì em cũng an lòng, có nghĩa là mình đã có nói chung rồi, cái chuyện là các anh em đã hoàn thành cái trách nhiệm rồi, đã thấy vậy. Còn cái chuyện ai thương ai ghét kệ cha họ, mình cũng không biết, không có biết. Em thì thích tách tách tôi hồi xưa đã nghe vàng như vậy, chị ơi khổ quá. Nghĩa là cảm ơn anh, nghĩa là có thằng này rất tiếc rằng là đây là cái tay nó sưng. Vâng, trời ơi, chị đi đứng nó cẩn thận tí. Mềm. Ô, chị biết không, cái tay nó sưng ở chỗ đó đó chị. Là cái tay chị đập xuống chứ không phải nó chống. Chứ nếu mà chị chống thì là nó đau cho gãy rồi. Chứ tôi đập ra tôi té tôi ngã. Đúng rồi. Mà cái tay chị đập xuống. Ngã xuống thì tôi ngã xuống. Cái tay đập xuống. Help me. Cái tay ấy đập xuống chứ là không, chị không có chống. Thế rồi cái ông cái tổ nghiệp quay lại thì nhìn thì cái ông thực kia ông lái xe nó còn nhìn có vẻ nghèo khổ quá. Chưa chắc là có insurance xe để làm mất công việc gì. Thế thôi, bạn chịu đựng thôi chứ rồi.
Thì mình cũng mừng á, trời ơi, mình nghe chị nói ấy, trời thiệt á, mình thiệt có thở không nổi chứ phải không á. Tại vì bây giờ người mới lớn tuổi đó, chứ mà nó té xuống một cái mà gãy cái xương, mà nó gãy một cái là mất công không, hết. Không bao giờ lành được, tại lúc té lúc lớn nó rất là mất công. Không phát sinh xương non được. Đúng rồi, may mà nó không có cái gì. Bây giờ nó lành, bây giờ cứ phải chờ thời gian thôi chứ. Không, đúng ra là cái này là cô chị bỏ ở đây bằng thuốc nam. Thuốc nam. Không, cái này là nhưng nó mà bây giờ mình thì không phải vậy. Cái này là anh nhìn cái tay này nó méo hẳn ra. Ồ. Nó méo ra như thế này. Cho nên thôi mình không biết. Không biết. Múa ba lê không được rồi. Việt Nam mà có mời đi múa ba lê là không múa được rồi. Không. Tay ngày nó xưa, méo ngày xưa Việt Nam mình có một cái ông thầy thuốc nam mà ông chuyên môn bó tay bó chân. Ông tên là La Văn Lường. Ông cự thất á, nó thì đó là như làm ông cự thất là chuyên môn là cái vụ này đó. Đấy. Nhưng mà cái tay chị, nếu mà chị đã nhìn thấy cái tay của chị mà nó méo như vậy là chị chắc chắn là chị phải đi bác sĩ rồi đó. Bác sĩ. Đúng rồi, tại coi cái giọng của nó trật rồi đó. Hồi sáng tính đi chích vaccine mà lại quên đem giấy tờ lại về, thì ngày mai mới hẹn đi chụp hình. Okay. Đi chụp hình coi nó chật gân chứ. Dạ, đúng rồi chị. Chỉ còn theo cái thuốc nam bó xương cái xương mới được chứ còn. Còn này uống thuốc tây thì chờ từ từ nó khỏi thôi. Ăn dạ. Uống bổ dưỡng cho nó khỏi. Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Thành thử ra bởi vậy mỗi lần nghe mà ai té té mình sợ lắm, mình sợ vô cùng chứ không phải không. Mình mà cũng mừng chị đó là nó, mình nghe chị nói mình cũng mừng là nó cứ là coi như căn bản là không có bị trầy sắt rồi xương sáu vẫn còn y nguyên. Chứ còn mà xương sáu mà nó rồi, có anh nhưng mà nó lùi xe xe thì mà thế mà nó thế người tôi nó cũng may ấy, chứ phải không á, thì nó cũng phúc đức nhà mình, chứ còn nó thằng nó vớ vẩn nó chút lẩu cái đó. Một cái thì nè, là khi mình lớn tuổi giống như chị dâu thì mình bãi tâm trạng, thì ví dụ như mình đó, thí dụ mà nó cháy cái đèn mà để ba bác ai nồi thì mình thấy đúng rồi, đúng rồi còn ngược lại chị quá chậm, đúng rồi không có nhìn quá. Mình đây mà nói ngay đằng sau đít mình không có nhìn thấy. Đúng rồi. Mình cứ đi lo mình tìm cái ông taxi của mình. À ok taxi. Hiểu rồi. Rồi khi đó một phần mình chậm quá, tại vì chị đi chậm chạp cái gì đó thôi kệ. Không phải lúc đó tôi đứng chứ tôi đâu có đi. Tôi đứng tôi tìm xe taxi của tôi. Taxi của chị Việt Nam hay là Mỹ? Việt Nam. Hả? Không bằng Việt Nam mà nó kém tội nghiệp. Nghĩa là bác kia, bác sĩ từ chỗ này ổng tốt xa thì tìm ổng. Thì mà không có chỗ. Thế sao cái ông kia ổng thấy sức hồn. Thôi thì chị ở chỗ nào đưa chị về tới không có đi tìm cái taxi dùm tôi. Ông mở lên xe tôi nhìn thấy ông cái mặt ông nó nghèo khổ quá, xác xơ quá. Thôi gọi insurance của ông cũng mất công vô ích. Thôi tôi chịu đựng cho rồi đi. Dạ, chắc không, nó mà mong sao nó thôi, êm đẹp nó không. Chị mau lành. Không, tôi cũng hy vọng này. Hồi sáng uống được hai viên Tylenol rồi thì mình nó cũng bớt đỡ rồi. Không, Tylenol nó không có phê đâu. Chị phải ở đây lâu, chị có kinh nghiệm đi là cái thuốc của Mỹ nó chỉ rất là nhẹ đâu. Không, mình uống nhiều viên nữa. Còn uống nữa, bây giờ tôi có một viên thuốc nữa. Ông bác sĩ thì trước tôi bị đau lưng, tôi đã bị đau lưng rồi. Cũng khỏi rồi. Đây là một cái phòng của cô. Cô Châu, mà cái phòng này là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của mình. Anh nói đi. Phòng này rất quan chức, rất nhiều quan chức nhà nước và của Bộ Ngoại giao đã đến đây ngồi ở cái bàn này và đã tham gia vào chương trình của Tiếng Mưa. Đầu tiên mình nhớ là ông Nguyễn Thanh Sơn. Ông gì? Ông Hồ Tuấn Anh. Nguyễn Trạch Toàn, Hồ Tuấn Anh, tất cả mọi người đều đến đây. Lúc mà không phải tên nhất là ông Trần Tuấn Anh. Đấy, ông Trần Tuấn Anh. Ông Trần Đức Lương thì chưa xuống. Cái phòng rất là nhỏ thôi, nhưng mà ở đây chứa đầy những quan chức cao cấp của Việt Nam. À, ở đây thì ở trên cái giáp tường của chị Châu. Ở đây có hai cái nón. Ba cái nón. Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Đúng rồi, Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Ở đây là gia đình của chị Châu. Của bác trai, có cái là ông bà xã của bà Châu. Không phải tổng thống, không phải trời. Đúng rồi, để ông Obama. Anh ở trên cao là Hillary Clinton đấy, Obama. Thấy rồi. Đây là cái phòng làm việc của chị Châu. Còn đây là những cái hình ảnh riêng biệt của bà. Đây là những hình ảnh riêng biệt của chị.
Đây. Toàn là những dân chơi, toàn là những ông lớn của môn ngoại giao Việt Nam không á, đừng có đùa. Ồ, thế mà ghê. Có thư từ của thế mà ghê, có thư từ của Bộ Ngoại giao. Đấy, bà đấy. Ồ, ghê thiệt. Rồi, huy hiệu chiến sĩ Trường Sa. Hả? Đây nhá, huy hiệu chiến sĩ Trường Sa. Đây, đâu. Đây, chỗ này, huy hiệu chiến sĩ Trường Sa. Trời ơi, có vụ nữa hả? Có vụ nữa hả? À, ông chưa bả, tôi chưa đi. Rồi, ok. Đây là chị. Đây có một bàn nữa trời. Để. Trời ơi trời, các bạn này ghê thiệt ta. Rồi cái này là hồi đó Việt Nam mình gửi khẩu trang qua bên này. Đúng rồi, khẩu trang. Tôi nhờ người bên này chỉ tất cả mọi người đi phân phát cho đồng bào mình. Rồi, lúc đầu tiên đấy. Rồi. Khi mà bệnh dịch mới bắt đầu. Thế thì tôi đâu có biết đâu, thì trời. Đó, thế khỏi vậy bên này thì mới biết. Trời ok. Ơi, cả Việt Nam biết tin. Hả? Tôi đây cả Việt Nam biết tin thường. Ok, thôi được rồi, ok. Thôi rồi.